Đây bên đây con 145/2 nè. Mẫu này bảo hành năm luôn nha. Đây. 145/2 Techland là 839 khối, nặng 132 kg, 2.400 dòng chiếc khúc. Đây này có đèn luôn đầy đủ nha. Đây mét kim luôn nha. Đó. Nặng 132 kg. Nhớt trung bình của mấy con này là 3 lít nha bà con. Con đổi trung bình là 3 lít nhớt. Đẹp nha. Linh kiện phụ tùng đầy đủ nha, kép nước, áo gió, bình dầu, được gió, được đồ đầy đủ hết. Bà con mua gì bán cái đó, có phụ tùng luôn nha, bạc xem mít tông, bơm heo bét đầy đủ. Còn con nào có nhu cầu luôn, 0886356707. Bà con nhớ nha, mỗi lần quay phải cho cục xanh này lú lên mà con mới chạy nha, nhất là mỗi lần thay nhớt á. Để bà con để gió vô nhớt không hay lâu mà con phải cho lú cục xanh lên phải chạy nha. Bà con kiểm tra mỗi buổi sáng hay là mỗi lần thay nhớt thì là ok à. Chịu khó không bao lâu bà con, vài giây à. Chỉ lắm là vài phút là xong. Nhớ nhớt nha, nhớt là nằm giữa hai gạch nha bà con. Đây nó có hai gạch đó, tốt nhất nằm giữa hai gạch. Khoảng 3 lít nhớt á, mấy máy này nè. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha. 0886356707. GV165/2. Mẫu này bảo hành cho con 1 năm, tháng đầu hư hao đổi mới thôi, công ty lo.